Bấy giờ Lưu Ly Quang Pháp Vương Tử liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ với trán chạm sát chân của Phật và thưa với Phật rằng: Con nhớ thuở xưa hằng hà sa kiếp, có Đức Phật xuất hiện ở thế gian hiệu là Vô Lượng Thanh. Ngài khai thị cho các vị Bồ Tát về bổn giác diệu minh. Ngài dạy hãy quan sát thế giới này cùng thân của chúng sanh đều là duyên hư vọng bị chuyển động bởi sức gió. Lúc ấy, con quan sát sự thành lập của thế giới, quan sát khi thời gian di chuyển, quan sát thân con làm sao chuyển động rồi dừng lại và quan sát tâm động niệm của chính mình. Con nhận ra rằng những sự chuyển động này đều giống nhau, không chút sai khác. Khi ấy con giác ngộ rằng tánh của những sự chuyển động này đều chẳng từ đâu đến và cũng chẳng đi về đâu. Số lượng chúng sanh điên đảo nhiều như vi trần ở khắp mười phương đều đồng với hư vọng. Như vậy, cho đến 1 tỷ thế giới, tức là một đại thiên thế giới, tất cả chúng sanh ở trong đó tự như đám muỗi bị nhốt trong lọ. Chúng kêu vo ve rối ren và bay náo loạn điên cuồng ở trong cái lọ nhỏ hẹp. Khi vừa mới gặp Đức Phật Vô Lượng Thanh chẳng bao lâu, con liền đắc vô sanh nhẫn. Lúc ấy tâm con mở thông về cho đến thấy quốc độ của Đức Phật bất động ở phương Đông. Sau đó con trở thành Pháp Vương Tử và phụng sự chư Phật khắp mười phương. Thân và tâm của con phát ra ánh sáng và chiếu triệt vô ngại. Phật hỏi về viên thông, con giác ngộ đạo tâm là do nhờ quán sát sức gió, không có chỗ nương. Con vào chánh định, hợp nhất với mười phương chư Phật và truyền thọ diệu pháp của nhất tâm. Đây là phương pháp đệ nhất. Bấy giờ hư không tạng Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ với trán chạm sát chân của Phật và thưa với Phật rằng: Khi con về Như Lai ở chỗ của Đức Phật Định Quang, con đã được thân vô biên. Lúc ấy trên tay con cầm 4 châu báu lớn, chúng chiếu sáng vi trần số Phật độ ở mười phương và con thấy những quốc độ kia đều hóa thành hư không. Lại nữa, tâm con hiện ra như một tấm gương tròn to lớn. Ở trong đó phóng ra 10 loại quang minh báu vi diệu và chúng tuôn tràn khắp mười phương cho đến tận cùng ranh giới của hư không. Hết thảy cõi nước tràng vương đều phản chiếu ở trong gương, rồi vào trong thân con. Thân con đồng như hư không và chẳng hề chướng ngại lẫn nhau. Con có thể khiếu vào cõi nước nhiều như vi trần để rộng làm Phật sự và được tùy thuận như ý. Do con quán sát tường tận về bốn đại chẳng có chỗ nương, nên thành tựu sức đại thần thông này. Do vọng tưởng mà bốn đại sanh ra và diệt mất, hư không và quốc độ của chư Phật vốn không giống nhau và chẳng phải hai. Qua sự quan sát này mà con khai ngộ và đắc vô sanh nhẫn. Phật hỏi về viên thông, con do nhờ quan sát hư không vô biên nên vào chánh định và được diệu lực viên minh, đây là phương pháp đệ nhất. Bấy giờ Từ Thị Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ với trán chạm sát chân của Phật và thưa với Phật rằng: Con nhớ thuở xưa vi trần số kiếp có Đức Phật xuất hiện ở thế gian hiệu là Nhật Nguyệt Đăng Minh. Con theo học Đức Phật ấy về sau đó xin xuất gia. Tuy nhiên lòng con tham danh lợi của thế gian và thích vãng lai đến gia đình quyền quý. Lúc ấy Thế Tôn kia đã dạy con tu tập để vào chánh định bằng cách tư duy tất cả đều chỉ tồn tại ở trong tâm thức. Từ khi con vào chánh định này và trải qua nhiều kiếp cho đến nay, con phụng sự chư Phật nhiều như các sông Hằng, kể từ đó lòng mong cầu danh lợi của thế gian xưa kia đã diệt mất không dấu vết. Mãi đến khi Đức Phật Nhiên Đăng xuất hiện ở thế gian, con mới chứng đắc vô thượng diệu viên thất tam chánh định. Đến lúc này con mới thấu hiểu rằng hết thảy quốc độ của chư Như Lai tận hư không hoặc thanh tịnh ế trược hay cả hai đều là từ tâm của con biến hóa hiện ra. Thưa Thế Tôn, do bởi con liệu giải như thế rằng tất cả đều chỉ tồn tại ở trong tâm thức, con giác ngộ tánh của thức lưu xuất vô lượng Như Lai, về nay được thọ ký sẽ làm vị Phật kế tiếp. Phật hỏi về viên thông, con quan sát tường tận rằng mọi thứ ở mười phương đều chỉ tồn tại trong thức tâm. Do đó tâm con được minh liễu viên mãn và vào tánh viên thành thật. Con rời xa tính, tánh y tha khởi và tánh biến kế chấp nên đắc vô sanh nhẫn. Đây là phương pháp đệ nhất. Bấy giờ Đại Thế Chí Pháp Vương Tử và 52 vị Bồ Tát đồng hành như Ngài, liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ với trán chạm sát chân của Phật và thưa với Phật rằng: Con nhớ thuở xưa hằng hà sa kiếp có Đức Phật xuất hiện ở thế gian hiệu là Vô Lượng Quang.
Khi ấy có 12 Như Lai kế tiếp nhau xuất hiện ở thế gian trong cùng một kiếp. Đức Phật sau cùng hiệu là Siêu Nhật Nguyệt Quang, Đức Phật đó đã dạy con niệm Phật chánh định. Ví như có hai người, một người luôn nhớ, còn một người luôn quên. Hai người như thế dù gặp cũng như chẳng gặp, dù thấy cũng như chẳng thấy. Nhưng nếu cả hai đồng nhớ nhau thì họ sẽ luôn nhớ mãi. Cho đến từ đời này sang đời khác họ sẽ như hình với bóng và sẽ không bao giờ cách xa. Chư Như Lai trong mười phương thương nhớ chúng sanh như mẹ nhớ con. Nếu con bỏ trốn thì dù mẹ có nhớ nhưng cũng chẳng biết làm sao. Nếu con nhớ mẹ như mẹ nhớ con thì mẹ và con sẽ đời đời không bao giờ lìa xa. Nếu tâm của chúng sanh nhớ Phật niệm Phật thì hiện tại cùng vị lai sẽ nhất định thấy Phật. Do cách Phật chẳng xa nên không cần dùng phương tiện, tâm sẽ tự khai mở như người gần hương thơm thì thân sẽ có mùi hương. Đây gọi là hương quang trang nghiêm. Lúc xưa con ở nhân địa để dùng tâm niệm Phật mà vào vô sanh nhẫn. Giờ con ở thế giới này nhiếp thọ những ai niệm Phật về tịnh độ. Phật hỏi về viên thông, con không có tuyển lựa để xem căn nào dễ dàng đạt đến viên thông, mà con chỉ nhận thấy rằng thu nhiếp trọn cả sáu căn tình niệm kế nhau để đắc chánh định. Đây là phương pháp đệ nhất. Kinh Đại Phật định cứu cánh kiên cố và mật nhân của Như Lai về chư Bồ Tát vạn hạnh để tu chứng liệu nghĩa. Hết quyển 5.